Tới giờ làm việc rồi các bạn ơi. Xuống nước thôi, xuống nước thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho những chiếc xe này qua đò nha các bạn. Rồi, cho chiếc xe múc cát này lên nha. Wow. Rồi, cho một chiếc nữa nha các bạn. Ba chiếc luôn nha các bạn. Rồi, mình đi qua sông nha. Wow, xe này rất là tuyệt vời luôn các bạn. À, có thể đi trên bờ và đi xuống dưới nước được luôn nha. Wow, tuyệt vời quá các bạn ơi. À, chở 3 chiếc nhưng mà không có vấn đề gì nha các bạn. Rồi. Cặp bến đi, cho mình cặp bến đi. Rớt, 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 rớt. Rồi, cho mình cặp bến nha các bạn ơi. Rồi, cho mình lên nha. Rồi, cho mình đi với, cho mình qua đò với nha. Rồi, để lên nha các bạn. Wow. Cho chiếc xe cứu hỏa này lên luôn nha các bạn. Wow, mình sẽ chở hết lần 4 chiếc luôn nha. Cho mình đi luôn. Rồi. Wow. Á hà, vẫn không chìm nha các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Cặp bến các bạn ơi. Wow, các bạn mình đang đợi ở đây nè các bạn. Thôi cho mình lên nha. Ôi giời. Lên thôi. Lên nha các bạn. Ôi trời. Rồi xong, cảm ơn đò nhiều nha. Rồi mình đi đây. Rồi mọi người đã lên dốc hết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lên dốc nha. Rồi mình lên dốc, mình trượt dốc xuống nha các bạn. Wow, các bạn ơi, những chiếc xe đó bị té núi rồi các bạn ơi. Bị té núi rồi. Bây giờ mình sẽ nhặt lại nha các bạn. Lên núi bị trơn trượt quá, bị té núi rồi các bạn ơi. Thôi mình để lên đây nha. Ôi ơi, những chiếc xe bị dơ hết rồi các bạn ơi. Mình để lên thuyền lại nha. Ôi trời. Mình sẽ để lên thuyền lại xem mình để được bao nhiêu chiếc nha các bạn. Có hà đây, con khủng long rồi các bạn ơi. Mình sẽ chở hết những chiếc xe này luôn nha. Đó. Chở lên luôn nè. Wow, chiếc xà lan này chở nhiều dữ ta. Lên luôn. Với lại, với lại, với lại. Wow. Wow, chở quá trời luôn mà không chìm các bạn ơi. Thôi mình đi về bến bên kia nha. Wow, lên bờ luôn, cho chạy xe luôn, cho chạy luôn. Các bạn ơi, những chiếc xe rất lầy lội luôn các bạn. Chính sình rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ mang đi rửa nha các bạn ơi. À, mình mang ra giữa sông mình rửa nè. Đó, không chìm luôn nha các bạn. À, mình rửa từng chiếc nha. À, đây là một chiếc xe múc cát nè các bạn ơi. À, lội đi đâu vậy? Ủa rồi. À, dính cát. Rất... Dính sình lầy rất là nhiều các bạn ơi. Rất là mát luôn. À, cho mình tắm với các bạn ơi, cho mình tắm với. Sẽ trả thú. Còn con khủng long đây nè các bạn ơi. Mình nhốt trong lòng nha, mình nhốt trong lòng cho nó không, cho nó chạy ra ngoài nha. 2 chiếc các bạn ơi. Cẩu múc cát mini. Wow, đây là một chiếc xe đổ rác nè các bạn ơi. Ôi, xe này có thể ben được nè các bạn. Mình đổ nước vô đây nha. Rồi, mình đổ ra nè, đổ ra nè. Wow, tuyệt vời luôn. Đây là một chiếc xe trộn bê tông nè các bạn.
Wow, sức ra luôn các bạn ơi. Ô, sức ra luôn à, nó nổi lên. Nó nổi trên nước nè các bạn. Nè, hai bạn. Ý. Ý. Đó, rất là tuyệt vời luôn các bạn. À, đây đây. Ồ, đây là một chiếc xe cẩu múc cát bu ly các bạn ơi. Rất là dễ thương nha. Còn một chiếc cuối cùng các bạn. À, đây là một chiếc xe cứu quả nha các bạn. Xe màu đỏ rất là đẹp luôn. À, còn đây là chiếc xà lan của mình nè các bạn, có trang bị bánh xe nè. À, đây là một chú người nhện các bạn ơi, siêu nhân nhện nha. Còn đây là một chiếc xe tăng nè các bạn ơi. Ý. Còn đây ở sau đây là một chiếc máy bay. À, rất là tuyệt vời luôn. Ui chà, nhiều xe quá các bạn ơi. À, đặc biệt là có một chiếc xà lan kìa các bạn. Nó đang trôi kìa, nó trôi kìa. Nó trôi ra giữa sông luôn các bạn ơi. À, mà điểm thử xem bao nhiêu chiếc xe nha. Một chiếc nè, hai chiếc nè, ba chiếc nè, bốn chiếc, năm chiếc. À, có những con khủng long ở trong đây nè các bạn. À, rất là mát luôn. Sáu chiếc nè, bảy chiếc nè.